Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 12 năm 2015 vừa qua, Giáo hội Công giáo đã chính thức khai mạc năm Thánh lòng thương xót. Trong năm hồng phúc này, chúng ta hãy dành một vài phút để chiêm ngắm một con người đã từng đi vào lịch sử nhân loại và đã để lại cho đời những dấu ấn tình thương không thể phai mờ. Một con người được mệnh danh là chứng nhân của lòng thương xót Chúa, một nữ tu suốt một cuộc đời hy sinh phục vụ cho những người nghèo đói khổ, khuyết tật, bệnh hoạn và sắp chết. Chính công việc từ bi thương xót của nữ tu ấy đã làm rung động trái tim của biết bao người trên thế giới. Người nữ tu ấy chính là mẹ Teresa thành Calcutta. Mẹ được coi là biểu tượng tuyệt đẹp, là ngôi sao hoàn hảo và là mẫu mực cho nhân loại trong mọi thời đại về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhân dịp hội thánh phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta, kính mời quý vị và các bạn nhìn lại tiểu sử của thánh Teresa Calcutta. Mẹ Teresa sinh ngày 26 tháng 28. Sơ Teresa bắt đầu một cuộc hành trình dài đến Ấn Độ, rồi tiếp tục đến Darjeeling, khu vực gần dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, nơi Sơ Teresa tiếp tục tu học cho đến ngày khấn. Không lâu sau đó, vào ngày 6 tháng 1 năm 1929, Sơ Teresa đến Calcutta, thủ đô Bengal, Ấn Độ để dạy học tại một trường nữ trung học. Trong thời gian tại Calcutta, điều đánh động Sơ Teresa nhiều nhất đó là tận mắt trông thấy các bệnh nhân ốm liệt, nghèo đói và hấp hối đầy trên các đường phố. Năm 1946, sau khi đã chứng kiến những người khốn khổ đầy thương tích và chết chóc, các trẻ em bơ vơ và người khuyết tật trên đường phố, ngày 10 tháng 9 năm 1946, trên một chuyến xe nữa đi về Darjeeling để điều trị bệnh lao mới phát, Sơ Teresa nhận ra được tiếng mời gọi của Chúa, thúc giục Sơ phục vụ cho những người bệnh tật, nghèo đói, khốn khổ. Mẹ Sơ Teresa kể lại: "Tôi bắt đầu nhận ra tiếng gọi của Chúa kêu mời tôi chăm sóc cho những người bệnh tật và nghèo đói, những kẻ rách rưới và lang thang, thúc giục tôi ban phát tình yêu của Chúa cho các người khốn khổ và bơ vơ. Sự kiện này đã mở cửa cho bước đầu phục vụ bác ái của đời tôi." Mẹ Teresa không chần chừ đắn đo và bắt đầu xin phép rời hội dòng Nozeto để thiết lập một nhà dòng mới là dòng thờ sai bác ái, được Đức Giáo Hoàng Pio XII phê chuẩn. Vào năm 1948, mẹ Teresa với chiếc áo dòng cũ kỹ và một vài đồng lẻ trong túi đã đến sống giữa những người Ấn Độ như một người Ấn Độ. Năm 1952, mẹ Teresa cùng với hội dòng nữ tu bác ái của mẹ đã bắt tay vào việc. Hội dòng của mẹ đã được bản quyền Calcutta cho phép sử dụng ngôi đền Kani đã bị bỏ hoang của Ấn Độ giáo. Mẹ Teresa đã biến nó trở thành hội quán cho những người nghèo đói, đau khổ, bệnh tật. Mẹ đã cùng với các cộng tác viên tìm kiếm những người bệnh tật, hấp hối, thất thị ngoài đường phố, đem về chăm sóc cho đến ngày họ qua đời. Đối với những người bệnh tật, mẹ đã tìm kiếm thuốc thang chăm sóc cho họ. Đối với những người khổ đau, mẹ là một nguồn an ủi đem bình an và tình yêu của Chúa đến cho họ. Năm 1962, mẹ được giải thưởng đầu tiên về công việc nhân đạo của mẹ. Năm 1979, mẹ được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Năm 1985, được trao huy chương tự do, huy chương dân sự cao quý nhất của Hoa Kỳ. Mẹ đã dùng tất cả những trong Chúa mỗi ngày, tìm con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn, qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa, hạnh phúc của đời con.
Chúa dạy. Khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi niềm tin. Chan chứa